đoạn văn gửi về Nhật Bản, tác giả Trương Hữu Hiền. Yến Linh mến tặng anh Hiền và các bạn đã và đang sống ở Nhật Bản. この頃涙もろくなった儚い庭先で一つ咳をする縁側でアルバムを開いては私の幼い日の思い出を何度も同じ話繰り返す一人ごとみたいに小さな声で Thấy em giữa đông kinh, gục đầu trên vai bạn, lặng lẽ khóc thầm cho thảm họa quê hương. Ôi đôi mắt em, màu hoa anh đào sũng nước, mang nỗi buồn như tích lũy từ ngàn xưa. Cuối tháng 3, từng dải nắng đầu tiên của mùa xuân trở về, làm tan đi những mảng tuyết còn đọng lại. Buổi sáng thức dậy, mặt trời đã chói lòa qua sông cửa sổ. Tiếng chim hót ngoài hiên như reo vui đón chào sự trỗi dậy của đất trời. Mùa hy vọng, nắng phục sinh đã được cảm nhận trong từng ngõ ngách của đời sống chung quanh. Trong vườn nhà, những chồi hoa tulip bắt đầu vươn mình nảy mầm, chuẩn bị cho sắc màu mùa xuân trở về sau tháng ngày lạnh giá. Tất cả như bình thản lặp lại chu kỳ của đất trời. Vạn vật đang vươn vai bỏ lại những trì trệ mỏi mệt, tiếp nhận niềm hy vọng tràn đầy trong mùa nắng mới. Nhưng sự sống đâu phải chỉ là những điều đều đặn trong nghĩa tuần hoàn. Sinh ra trong niềm hoan hỷ, lớn lên trong hy vọng niềm tin, rồi xế chiều trở về nơi cát bụi. Trải dài trong muôn ngàn giờ khắc trong cuộc đời, chúng ta còn có bao điều hệ lụy phải gánh chịu. Đón chào những bắt đầu của mùa xuân năm nay, chúng ta làm sao biết được những thịnh nộ của đất trời, những tai ương đang rình rập ở một nơi chốn nào trên quả địa cầu. Ở đây, trong buổi sáng mùa xuân Boston, tôi đã ngơ ngác nhìn những tan biến của đời sống con người, của vật chất cuốn trôi nơi xa hơn nửa vòng trái đất. Nhìn những tàn phá, khổ đau của người dân Nhật trong cơn địa chấn sóng thần. Không còn tên nỗi đau nào để diễn tả, sự chia sẻ cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chúng ta chỉ còn biết ngơ ngác như những người dân bên ấy ngơ ngác bàng hoàng đến tội nghiệp. Đông cứng tình cảm là cảm giác cuối cùng của chịu đựng đau thương mà con người có được khi bất lực trước thiên nhiên tàn phá. Suốt tuần qua, trong giấc ngủ cứ chập chờn hình ảnh của những cơn sóng vỗ ngập đầu, những tòa nhà sụp đổ trong cơn địa chấn, những vòng tay ôm chầm nhau trong giờ phút tự sinh. Tôi đã từng chứng kiến những chết chóc, tàn phá trong chiến tranh. Buồn não nhìn những chiếc xe chở quan tài của người lính tử trận được chở về sau một trận đánh nơi xa. Tôi đã từng chứng kiến bao niềm khổ hạnh trên hành trình tìm tự do của dân tộc mình. Rồi những ngày đầu tiên nơi xứ sở này, biến cố 0911 với bao bàng hoàng, phẫn nộ cho tang thương của những người dân vô tội. Nhưng tất cả những tai ương trên, nhìn từ khía cạnh nào đi nữa,
vẫn mang màu sắc thù hận giữa con người và con người. Tất cả đều mang sắc màu, danh xưng chủ nghĩa hoặc tôn giáo để biện minh cho giết chóc. Nhưng những đau thương trong ngày thứ Sáu, 11 tháng 3 năm 2011 của dân thành phố Sendai và Fukushima, thì ta biết trách cứ vào ai? Làm sao ta thấy trước được khung cảnh bình yên tuyệt vời ở đây với núi non biển trời đã mang mầm móng của tai ương? Làm sao ngàn năm trước, dân tộc xứ Phù Tang Tam Đảo biết được nơi dân tộc mình chọn làm chốn an cư, ở trong vành đai động đất Oan Khiên? Có ai biết được khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông Nhật hay đôi mắt màu hoa anh đào sũng nước của cô gái Phù Tang là hệ lụy qua những tang thương, là chồng chất chứng tích của Hiroshima, Nagasaki năm nào, rồi giờ đây là Sendai, Fukushima, hay là điềm báo trước những đau buồn muôn thuở? Điều giải thích được chỉ là định mệnh, hay đâu đây tiềm ẩn một lời nguyền mà dân tộc này phải gánh chịu? Buồn làm sao khi nghe những tiếng kêu tuyệt vọng của con người trước cơn sóng ập vào cuốn phăng đi tất cả. Những bàn tay ôm mặt chịu đựng đau thương, những giọt nước mắt trên đường phố Tokyo, Osaka, gửi về chốn quê nhà có người thân bạn bè. Tôi đã rùng mình khi nhìn khuôn mặt ráo ảnh như bình thản của người đàn ông già nua trở về bên đống hoang tàn nhà cũ chỉ để tìm lại một chứng tích, kỷ vật nào còn sót lại của người thân. Người con gái bỗng dưng tan biến trong một sát na cuồng nộ của đất trời, không còn một dấu tích. Tôi đã từng kể cho những người bạn mình về những năm tháng dài sống trên đất nước của hoa anh đào, về bao điều tốt đẹp mà tôi được học hỏi ở đây. Đức tính hy sinh trong sáng, sự siêng năng nhẫn nại tuyệt vời. Chúng tôi cũng đã từng bàn luận về niềm tin mãnh liệt của ý nghĩa đời sống trong huyền thoại lãng mạn của những anh chàng samurai thời xa xưa. Các bạn tôi có thể ở lúc nào đó cho rằng tôi có suy nghĩ quá thiên vị cho đất nước được xem là quê hương thứ hai của mình. Nhưng qua tin tức, hình ảnh của thiên tai vừa rồi, làm sao chúng ta hoài nghi được về tinh thần của người dân Nhật? Theo tôi, những đức tính này, nếu nói về văn hóa, thì nó đã được tích lũy bao năm dài bởi triết lý về đời sống con người giữa thiên nhiên, tạo vật. Nếu nhìn về khía cạnh giáo dục, thì đó là kết quả của hàng trăm năm đào tạo, uống nắng để thành những người Nhật hôm nay. Đâu có gì tự nhiên mà có được. Tất cả là một quá trình tích lũy bao năm không ngừng nghỉ. Khi mới đến Nhật, tôi còn nhớ mãi đến bài học đầu tiên mà các nhân viên trong trung tâm hướng dẫn về đời sống cho người tị nạn dạy cho. Họ chỉ dẫn cho người Việt mới đến định cư cách xếp sao cho ngay ngắn tấm futon được dùng làm mền ngủ hàng đêm. Nói chung, người Nhật sống trong những căn chung cư hoặc nhà ở rất chật chội, nên điều đầu tiên là phải sắp xếp mọi vật sao cho ngăn nắp. Tối trước khi ngủ, phải trải tấm futon cùng gối mền ra. Sáng thức dậy phải mau chóng xếp lại gọn gàng để vào những ngăn tủ nằm gọn trong tường. Nhìn cách người Nhật nhẹ nhàng xếp gọn đồ dùng hàng ngày, chúng ta cũng đã thấy ẩn chứa trong đó nét nghệ thuật. Tựa như họ đang nâng niu trưng bày những cành hoa vào trong bình cắm vậy. Đừng nói đến những ý nghĩa mang tính nghệ thuật cao siêu như trong manh áo kimono của người Nhật. Hãy nói đến những nếp sinh hoạt hàng ngày. Nền văn hóa xứ này đã cho chúng ta quá nhiều những khâm phục để mà học hỏi. Hãy hỏi những đứa bé vừa mới tập tành đánh vần trong trường tiểu học để biết dáng đi của người Nhật phải như thế nào. Hay khi gấp mình cúi chào thì thân hình phải ở góc độ bao nhiêu? Tất cả phải đi vào khuôn mẫu, được hình thành nên từ buổi ban đầu. Chúng ta tự hỏi, tại sao trong cơn thiên tai tàn phá,
người chết đếm không xuể, người sống đang chống chọi trước cảnh rét mướt, đói khổ. Người Nhật vẫn giữ mình trong trật tự, không giành giật cướp bóc. Một trong lời giải thích sẽ có được khi chứng kiến những ngày đầu của tháng 9, mùa tụ trường. Trong ngày đầu tiên của năm học mới, mọi trường đều phải có buổi thực tập về cách ứng xử khi có động đất. Khi có còi báo động, phụ huynh phải đến trường của con mình để cùng chung sơ tán. Trong lớp học, tất cả học sinh đều phải chuẩn bị mũ, áo, phòng chống động đất trong ngăn tủ của mình. Tất cả đều đã được chuẩn bị, sắp xếp kỹ càng. Kỷ luật và bình tĩnh tuân thủ những gì đã thực tập trước là điều đầu tiên để tránh hỗn loạn trong các tình huống bất trắc. Tính thật thà, không tham lam cũng là nét cao quý của người Nhật, nhất là những người dân sống ở những thành phố xa chốn phố hội như Sendai hoặc Fukushima. Do vậy, chúng ta sẽ không lấy gì làm lạ khi chẳng nhìn thấy một cảnh tượng giành giật cướp bóc nào xảy ra sau trận động đất, rồi sóng thần vừa qua. Khi tôi viết những dòng này, thì mùa hoa anh đào đã chớm về trên đất nước Phù Tang. Giữa tháng 3, những cánh hoa màu hồng nhạt đã bắt đầu rộ nở ở phía nam từ vùng Okinawa, rồi đến Nagasaki, Hiroshima. Đầu tháng 4 sẽ lần lượt đến Kyoto, Nara, dần lên phía bắc của Tokyo, rồi sẽ đến vùng Tohoku, nơi có hai thành phố Sendai và Fukushima. Những năm tháng sống ở Nhật Bản, tôi đã có biết bao kỷ niệm ở thời gian này. Làm sao quên được những mùa Hanami cùng bạn bè người thân quây quần dưới những gốc hoa anh đào rực rỡ. Trong nắng ấm mùa xuân, cơn mưa đầu mùa rơi lất phất. Những cánh hoa trắng hồng mong manh bay trong gió. Đời sống huyền ảo trong những chung rượu sake và những bài hát điệu múa dân gian. Làm sao tôi quên được những cánh hoa rơi rụng bay động lại trên mái tóc người yêu. Cánh áo kimono nào cho tôi gợi về một thời đáng nhớ? Kỷ niệm nào dấy về những ngày đầu gặp gỡ? Những tàn cây anh đào ngày đầu tháng 4 đã là chứng tích hiển hiện cho tình yêu đẹp và mãi mãi. Có ai hỏi, ngoài Việt Nam thì nơi đâu mình yêu quý nhất? Tôi sẽ không do dự để nói là chốn này. Việt Nam đã cho tôi những năm tháng đầu đời, những thời gian vừa mới lớn, rồi cảm nhận được cái đẹp, biết rung động yêu thương. Nhưng cạnh đó là một Việt Nam với tang thương chiến tranh, hằng ngày bao bom đạn để người giết người đang rình rập chờ đợi ta. Tuổi trẻ chúng tôi đã dậy chết ngay khi mới chuẩn bị vào đời. Rồi sau những ngày đổi đời, đổi chế độ, chúng ta, những người tuổi trẻ có còn lại gì ngoài buông thả, sống tha hóa ngay chính trên quê hương mình? Bước vào tuổi 20, đất nước Nhật này đã cho tôi nhiều điều tốt đẹp. Nơi đây đã cho tôi biết thế nào là lý tưởng của hy sinh, của tình người. Tôi đã nợ nơi này biết bao nhiêu ân tình, nợ tấm lòng yêu thương trong giọt nước mắt của cô giáo già khi tiễn chúng tôi ra khỏi trung tâm Nhật ngữ để hòa nhập vào đời sống bên ngoài. Nếu cho rằng mục đích cuối cùng của xã hội loài người là trở thành chốn thiên đường như chủ nghĩa nào đã rêu rao, thì chốn này đã thành một nửa của thiên đường. Tuy nhiên là nửa thiên đường có thật trong đời sống hàng ngày, chứ không phải là điều hoang tưởng hay phỉnh phờ để lợi dụng trong mục đích khác. Thượng đế ngự trị nơi cao vẫn có luật bù trừ khi ban phát đời sống cho muôn loài. Dân tộc Do Thái chịu lưu đày ngàn năm khắp chốn, thì bù lại họ có niềm hãnh tiến và óc khôn ngoan để có ngày cùng nhau trở về miền đất hứa.
Dân tộc Việt Nam chịu bao tang thương trong chiến tranh vì vị thế nằm giữa Trung Hoa rộng lớn và bờ biển dài phương Nam không lối thoát. Nhưng bù lại, dân tộc mình có tinh thần can trường, sự chịu đựng cùng óc thông minh, quyền biến để tồn tại đến ngày hôm nay. Dân tộc Nhật Bản với bao tai ương đã trải qua, từ thảm họa nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, rồi chịu đựng biết bao nhiêu trận động đất qua năm tháng, mà gần đây là Sendai và Fukushima. Nhưng tôi tin rằng, rồi như những oan khiên khác, với đức tính tuyệt vời, họ sẽ vượt qua nỗi đau để cùng nhau xây dựng lại những thành phố tuyệt đẹp hơn từ đống tro tàn đổ nát. Tinh thần của những ngày sau Hiroshima và Nagasaki đã vực dậy đất nước Nhật Bản trở thành hùng cường. Thì nay tôi tin rằng tinh thần ấy sẽ mãi mãi còn hiện diện trong những chàng samurai để khôi phục lại đất nước này một lần nữa. Xin gửi lời cầu nguyện đến những nạn nhân bên ấy. Mong thảm họa từ những nhà máy phát điện hạt nhân sẽ được chặn đứng để không còn thêm những tang thương tổn thất. Trương Hữu Hiền, Hanami, mùa hội hoa anh đào ở Nhật Bản. この頃涙もろくなった花が庭先で一つ咳をする縁側でアルバムを開いては私の幼い日の思い出を 何度も同じ話繰り返す独り言みたいな小さな声でこんな声 Thank you.